Kết quả American Music Awards 2022 đúng như dự đoán, Taylor Swift tự phá kỷ lục của chính mình. TBO, Taylor Swift tiếp tục làm nên lịch sử tại American Music Awards khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được 40 giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc danh giá này. Lễ trao giải American Music Awards 2022, Giải thưởng âm nhạc Mỹ 2022 đã diễn ra vào tối ngày 20 tháng 11. Tại nhà hát Microsoft ở Los Angeles, Mỹ, theo giờ địa phương, và Taylor Swift chính là nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất. Khác với Grammys hay Emmys, vốn là những giải thưởng phụ thuộc vào ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn, kết quả của AMAs do người hâm mộ bình chọn và quyết định. Giọng ca anti-hero đã thắng cả 6 đề cử, bao gồm nữ nghệ sĩ nhạc pop được yêu thích, album nhạc pop được yêu thích, nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích, album nhạc đồng quê được yêu thích, MV được yêu thích và giải thưởng cao quý nhất, nghệ sĩ của năm. Như mọi người đã biết, trong những năm gần đây, tôi đã phát hành nhiều ca khúc hơn so với cả thập kỷ trước đó. Và tôi thực sự cảm thấy mình có được động lực làm được điều này là nhờ các bạn, vì những người hâm mộ của tôi muốn nghe nhiều bài hát do tôi sáng tác. Taylor Swift phát biểu khi lên nhận giải nghệ sĩ của năm, chính là các bạn, những người luôn cổ vũ cho tôi. Với chiến thắng ngoạn mục này, Taylor Swift đã thành công giữ vững danh hiệu là nghệ sĩ giành được nhiều giải American Music Award nhất trong lịch sử. Huyền thoại Michael Jackson theo sau ở vị trí thứ 2 với 26 chiến thắng và diva Whitney Houston xếp vị trí thứ 3 với 22 lần đoạt giải. Huyền Linh, theo Fox News.